Shopmobiviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Hello, chào các bạn. Ngày hôm nay Mô Việt sẽ cầm con gấu béo Zuka để đập vỡ đầu cái con Florentino tính ăn chim thế kia. Đó, cái kèo này thì quá dễ anh em ơi. Florentino không có cửa luôn. Thực ra là gáy tí thôi anh em ơi. Mình không có cửa khi mà Florentino tung hoa chuẩn xác. Thực ra để solo Florentino thì các bạn đợi các bạn đấy dùng chưa một xong tung hoa thì mình mới vô, các bạn nụm tầm hai hoa mình vô, mình cấu rỉa cho mình vọt lẹ nhanh em ơi, cấu kéo máu rồi mới có thể chơi được cái Florentino. Chứ gặp những bạn múa quá ghê thế này thì ôm trụ cho nó lành. Ok, và hôm nay thì mình cũng xin mạn phép thực hiện theo cầu anh em, đó là chơi Zuka theo phong cách rất chi là feeling nhá. Đó là phong cách mà anh em yêu cầu cũng rất nhiều ngày rồi. Anh Mô Bao ơi, chơi gấu béo Zuka cầm ngọc của khỉ lên full chí mạng đi. Ây da, chơi được không? Chơi thì chơi được anh em ơi, nhưng mà nó khó. Khó, nhưng mà chẳng có chuyện gì khó đâu, chỉ sợ chúng ta không chịu khó. Lấy cân cù bù siêng lang Mô Việt có thể làm được tất yêu cầu của anh em. Lên để ủng hộ tinh thần chịu khó đó thì anh em nhớ ủng hộ Mô Việt nha. Like, chia sẻ, comment các kiểu đi. Anh em nào mà không có biết comment như nào ấy thì cũng viết xuống là chấm chấm phẩy ABCXYZ 123456 gì đó. Nói chung là ủng hộ Mô Việt nha anh em ơi. Ok, có mạng đầu tiên này. Đã chơi gấu đối đầu với Florentino ấy, các bạn chịu khó đảo lên đi ganh đi. Chứ cái việc solo thì cũng hơi nguy hiểm một chút xíu. Nhưng mà cũng có thể chơi được nha. Để chơi được thì các bạn cứ chơi giống Mô Việt là đợi Florentino tung hoa rồi nhặt hai bông hoa, các bạn vô cấu rỉa bằng cái chiêu 2 đánh thường rồi chiêu 1 nuôi về, đánh thường chiêu 1 nuôi về đánh thường đó, chứ đừng có chiêu 1 lao lên nha. Chiêu 1 lao lên các bạn đấy hồi hoa ấy là anh em không có chạy được đâu. Đó là cách chơi gấu để đối đầu với Florentino và nhiều con tướng khỏe khác. Chơi là chơi cấu rỉa bởi vì mình có khả năng hồi chiêu nhanh mà mình khả năng sốc đam đó, mình rất là cơ động thì các bạn phải phát huy chất tướng của mình chứ cứ gặp ngay cái thanh niên Florentino nốt bụi này thôi toang. Batman anh em ơi, Batman chuẩn bị xuống nha. Batman có chục cuối luôn, trời ơi tàng hình anh em ơi. Ăn mạng lại có mạng rồi. Thả thính này. Ôi cái gì vậy? Ơi thôi bạn ơi, ơi thanh niên bút bẩn anh em ơi, bút bẩn này mình cứu bạn luôn. Trời ơi, cứu bút bẩn cũng không cứu được luôn, thậm chí là chết cùng bút bẩn. Không kịp ấn quả cầu băng xương vào đấy luôn anh em ơi, đèn dã man. Cứ tưởng là có con hàng nó xuống hỗ trợ mình, không ngờ con hàng này nó kéo mình chết chùm luôn. Ok anh em ơi, phai nha, I'm fine, lo được. Bởi vì hiện tại KDA đang là rất chi là đẹp mắt. Ở phía trên này 66, ở dưới thì 3 số 1 luôn. Toàn gậy gộc. Tự nhiên anh khỉ ra biếu mạng thế này. Thơm rồi. Chơi luôn. Rồi tóm ai thì đừng có đánh nha. Đó, bây giờ mới đánh này. Ok, hai mạng cho Batman. Batman ăn mạng thế này nhưng đừng có cái pha bút bẩn nữa nha. Bút bẩn nữa là mình khỏi chơi luôn ý. Bởi vì cái phong cách này thì mình đánh giá này, đầu game các bạn sẽ khá là yếu bởi vì không có công lý cao. Ngọc hết về cái sát thương chí mạng rồi, mà đầu game cũng không có đồ chí mạng để lổ đam chí mạng đâu. Thành ra các bạn phải đợi tầm 2 đồ là anh em mới có thể chơi được. Đó, ít nhất là cái thánh kiếm anh em ơi. Mình nên thánh kiếm đầu tiên cho mình lên cái song đao mã táp hoặc lên vũ hoàng tàn. Đó, có mạng anh em ơi. Chú cuối tốc biến, ui hơi xa nhưng vẫn đủ đam nha. Thực ra chơi gấu thì anh em phải luyện được cái combo đó khi mà đi lên. Chiêu cuối tốc biến luôn, thật là nhanh. Tốc biến xuống, đánh thường. Đó, nhớ đánh thường nha. Nhiều anh em không đánh thường, đánh thường chiêu cuối là các bạn sẽ mất rất nhiều sát thương. Thực ra chơi gấu thì cần phải có độ nhanh này, độ chuẩn này và đủ nhanh. Ở đây là các bạn lướt chiêu thật nhanh,
chuẩn anh em phải lướt chiêu trúng tướng địch, và anh em phải đủ là anh em phải đánh thường sau khi sử dụng kỹ năng. Đấy, đủ ba yếu tố đó thì anh em mới là best gấu Zuka nha. Còn mấy con này là cần khả năng di chuyển tốt nữa, chọn bộ chơi di chuyển tốt các bạn sẽ khiến tướng địch rất là khó chơi với phong cách gấu Zuka, best Zuka. Đấy, gặp ông Renino ghê phết anh em ạ. Đấy, cấu rỉa không có được luôn, xiên nhẹ nhàng lách ra. Ở thế mình có quả cầu băng xương nha, chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị có cái pha là búp bẩn của Florentino này. Đây. Đó, biết ngay mà anh em ơi. Những cái bạn tự tin chơi Florentino rất hay bị mắc bẫy, bởi vì các bạn rất là tự tin, các bạn hoàn toàn có thể nghĩ băng trụ sau đó lao ra nhẹ nhàng được. Nhưng mà thực ra nhiều con tướng có cái quả cầu băng xương rồi nó có cái treo A vào lây. Như gấu ấy thì đừng có băng trụ với gấu. Căng nha ở dưới là team mình hơi lát, bởi vì trận đấu này là hai bạn pick rừng cùng nhau đó. Murat và DSP thì anh em hiểu đấy, Murat DSP thì lấy gì mà chơi đây. Ngược rồi. Nhưng yên tâm mình xuống đây mình chặn đầu được con khỉ này. Ôi, đập trúng con xe luôn anh em ơi, tốc biến a chí mạng, đánh thường chí mạng hơn 1k đam. Nếu mà lướt chiêu đánh chí mạng thì chắc là tầm 1k5 đến 2k đam rồi. Đấy là mới là một đồ chí mạng nha, lên đồ chí mạng thứ hai. Ok, đó. Càng phết anh em ơi. Chơi phong cách này cái hiểu kiểu gì đánh chim auto chí mạng, đánh người thỉnh thoảng mới chí mạng. Có thể nói là phong cách nhân phẩm của khỉ ngộ không. Hôm nay mình chơi cho cầu mèo Zuka, cảm nhận là chơi hơi khoai anh em ơi. Nhưng mà mình chơi được, bởi vì bây giờ mới là thời điểm mình tăng tiến sức mạnh nhanh nè. Đó, con gấu thì con gấu anh em cứ vào tầm phút thứ 8 anh có cầm hai đồ là anh em đánh sẽ rất là bá nha. Ok, mạng thứ 7 anh em ơi. Bởi vì chơi phong cách full chí mạng thành ra là mình sẽ lên hai cung tà ma đi, chứ là tốc đánh con Zuka không cần đâu, tốc đánh từ cái song đao ba táp rất là ok rồi đó. Hai cái đồ cung tà ma thì cũng ghê phết anh em ơi, có thêm 100 công lý, con này phải công lý cao thì các bạn mới đồ đam chí mạng cao được đó. Cứ auto full chí mạng là thực hiện đúng yêu cầu anh em nha. Hoặc là có thể chơi full thanh kiếm, nhưng mà full thanh kiếm thì cũng yếu hơn là full cung tà ma. Full thanh kiếm thì có nội tại 25% tỷ lệ chí mạng là cái nội tại duy nhất. Đây anh em chỉ có là 25% tỷ lệ chí mạng thôi. Dù anh em lên 10 thanh thanh kiếm vẫn có 25% tỷ lệ chí mạng. Được cái anh em có thêm 100 câu lý thôi. Anh em lưu ý cái điểm này nha. Phong cách full thanh kiếm là nó không có khỏe đâu. Full lanh Fenry thì mình còn thích, chứ full thanh kiếm là hơi khoai. Thì hôm nào chơi khỉ full thanh kiếm xem nó đập như nào anh em sẽ biết. Đâu đấy, có mạng. Ui, nãy hơi xa rồi. Hồi đấy mình tiếc cái tốc biến quá, bởi vì là cũng sợ đi, bởi team bạn có 3 người đấy mà. Ok, sao đi nha, mình đi ganh hỗ trợ team hơi nhiều, bởi vì phải đi ganh thì mình có mạng sơi. Chứ chơi phong cách này anh em ôm lên farm chậm, thứ nhất là farm chậm, thứ hai là không solo được với Florentino đó. Florentino không solo được nhưng mình vết mạng được nha. Trong bụi đúng không? Trong bụi biến về với tôi hai đứa luôn anh em ơi. Tí nữa thì đập chết được con khỉ vào đấy. Wow, bây giờ chí mạng là 1k9 nha, 1971 đang. Coi như là rất là ổn rồi. Tí nữa thêm một cái cung tà ma nữa thì anh em sẽ biết sức mạnh của gấu béo Zuka full chí mạng ở như thế nào. Nghĩ thôi mà cảm thấy là hấp dẫn rồi. Rất là mong chờ. Ui, con này luyện ngục. À không, con đấy không phải luyện ngục. Tự nhiên lại nghĩ đến cái pha luyện ngục hơn 2 tỷ của Sơn Bách. Con đấy là luyện mông, nó không chuẩn xác. Trận này là luyện mông nó hơi sai, hình như là hơi lặng mông anh em ơi. Cần phải kết hợp tốc biến thì nó mới mạnh hơn, chuẩn hơn và đột biến hơn. Lô nha bạn ơi. Lúc bộ nhảy, chuẩn bị anh em chuẩn bị nhảy. Perfect combo này. Chiêu cuối, tốc biến. Wow. Ui.
4 đứa luôn anh em ơi. À không, 3 đứa với con tí nị. Còn bạn Violet thì đường nào nữa đây? Trời ơi, gấu lo hết, gấu chí mạng lo hết nha. Kết quả combo thực sự là nó quá nhanh, bất ngờ, cộng với nó chuẩn xác khiến team bạn không được chơi game luôn ý. Ok anh em ơi, chỉ một combo thôi là win. Đó là sức mạnh của gấu béo Zuka full chí mạng. Hay dạ, quá ghê, quá ghê. Một quả combo nhức lách, hay nhức lách luôn ý. Mình sẽ end game trận đấu này luôn nha, chứ không có nhây. Bởi vì thôi, phong cách này chỉ là troll thôi nha các bạn ơi, không nên học theo Mô Việt. Và video clip Mô Việt trải nghiệm phong cách gấu béo Zuka full chí mạng đến đây hết rồi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và các bạn, hẹn các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.